Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đưa anh em ra biển xem mấy anh em chuẩn bị dùng cầm đồ ngờ đi lặn cá tôm đồ bắt hải sản đồ cho mấy anh em xem. Đó, cảnh biển đẹp không mấy bạn? Của tôi đó. Khi người ta mới đi biển bắt đầu vào nha mấy bạn. Đó. Ê, bắt đầu đi nha mấy anh em mọi người. Đó, bắt đầu mấy anh em bây giờ đi ra khơi. Đi ra đây lặn mà những cảnh đẹp. Có con cháu. Cháu đây nó giỏi tí nữa nó quay thúng rồi cho mấy anh em xem. Cháu đang dây thúng. Dây thúng anh đang lặn vô nước. Anh đang lặn dưới kiếm hải sản mà sao chưa thấy được con hết mọi người. Đây, kia mấy xuồng đang đi lưới. Đây nha mọi người. Đó, giờ thằng cháu đang quay thúng. Quay thúng lại tới chỗ ông anh. Đâu đâu, ông đâu? Con cá bướm mà không có tôm câu không? Có ké anh? Có cá bướm mà không có tôm câu. Dạ. Đây có ké mà không có đồ câu chắc đợi tí nữa lặn lại. Hả? Giờ lặn dọc dọc vô nha mấy bạn. Đó. Anh không đang lặn. Cháu nó quay thúng mà mình mập quá mấy bạn không? Ôi đang ké nha mọi người. Trời ơi ké không? Ké mọi người. Ké. Ké nhiều quá mấy bạn ơi. Đứng dưới kia này. Trời ơi ké. Ủa kia nè con của cá. Vậy nào? Qua nhà con ạ. Vậy hả? Nè, mấy hồng nó nhiều lắm. Ké nó nổ mà cái sơn mà nó nổ. Mà khi con đậu nó nhiều lắm. Vậy hả? Cái đang luôn. Đó, anh ông đang lặn nha. Ở chỗ đây có cái sơn. Đang lặn bắt cái ngựa mà nó hiếm quá nha mọi người. Chờ mấy hôm nãy giờ mà chưa có. Chờ có quay mọi người xem cái ngựa. Hôm nãy bên kia con cũng kêu chập á. Xem anh bây giờ đặng xuống lại kia nha mọi người. Đó, đặng đặng kia coi có. Đi đi chắc không. Đang lặng. Nắng quá mọi người. Cháu mình vậy. Mình chỉ phút. Anh kia ông mới xuống nước. Đây ốc nha mấy bạn, đó ốc á. Mở vô. Ừ. Mở. Ốc rồi nha mấy bạn, đó. Con này. Con muốn ai con đấy? Muốn con đầu lên. Đây, ốc nha mấy bạn. Chưa chuyển điểm qua bên kia nha mấy bạn. Giờ mình chuyển điểm đi qua bên lại điểm khác. Ké nha mấy bạn, đó bắt đầu anh đây xuống bà đây. Hey. Dạ. Dòng thúng. Dòng thúng con. Dòng thúng cho mấy chú con. Lặn mục tiêu chứ con. Đây nha, đó. Ông anh đang ơi. Ốc kìa. Vào dòng thúng lại lấy ốc con ơi. Đây mấy ông anh đang lặn nha mấy bạn. Đó. Ốc nó không nhỏ nha mấy bạn, có lớn có nhỏ. Đó đang ốc đây nó cũng một thưa nha mấy bạn. Mùa đây ốc này nó bị kín. Ốc này bố ở đâu đây? Đó. Ốc nha mấy bạn. Vẹt không vẹt nằm trong mặt khủng thế. Kêu kêu lại lấy ốc con. Vòng lại lấy ốc con. Cháu nó quay hết nổ rồi nha mấy bạn. Nắng quá mấy bạn ơi. Đây kia bắt đầu chạy biển nữa nha bạn. Đây đây cháu nó cầm lên. Nó con còn. Con đi con chi vậy? Đây đây chú ơi. Đâu? Đây đây. Đây là con của ba luôn á.
nó mệt rồi nha các bạn. Mệt lắm luôn. Ốc nha bạn. Kéo quét là kéo rồi. Đeo anh ông lặn xe hơn chút á. Đây giờ ông anh đi lên rồi. Nắng quá mấy bạn không? Không lên anh. Đây quay dưa rồi nha mấy bạn. Giờ chuẩn bị mình chơi biếc. Quay dưa rồi. Nắng quá mệt mấy bạn ơi. Giờ chuẩn bị chơi biếc mua ăn quay mấy bạn chưa? Đây giờ lên chuẩn bị chế biến các bạn. Cháu đang xách lên. Mệt quá các bạn ơi. Từ sớm giờ nha các bạn. Trời ơi. Mệt quá các bạn ơi. Giờ ông anh đây chuẩn bị ông chế biến nha. Đây, cảo luôn nha các bạn. Luộc nha bạn. Đó, giờ luộc. Bắt lên bếp bỏ nước vô, đổ nước vô để mình luộc. Chín rồi nha mấy bạn. Cho mày xuống dùng cho làm mệt quá chờ nãy giờ lâu quá bạn không? Đó, chín rồi nha bạn. Chúng mày ra chúng mày lên dùng nha bạn. Dùng rồi con. Rau rau rau. Yeah, ông ăn rồi cứ ăn đây mời mấy cả nhà dùng nha. Kìa đẹp quá mấy bạn. Chờ công làm từ sáng giờ nha các bạn. Chưa giờ. Chưa kịp ăn ngon. Đây, thôi giờ tôi luộc mình cũng làm con thành quẹo sáng giờ nha. Mời cả nhà dùng con quỷ phi mập nha. Ngon quá. Ngon đẹp teo à. Ngon đẹp teo à. Ngon con. Ngon. Ồ, công nhận đang lính nè. Lính mới nhận vô trong tem luôn đó. Đó. Bự nhất luôn hả? Rồi âm cây coi. Chè, ngon dữ không? Đây, ốc lặn từ sáng giờ nha mấy bạn. Ôi. Đây, chén mấy ốc ngon quá. Mà làm chén ốc ngon quá. Con hâu à? Ừ. Đông ra. Mời các bạn ha. Ngon chưa? Ngon đi. Hả? Ngon đó nào? Ngon. Ngon. Thôi chào các bạn, video mình chắc đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Cũng dài rồi. Ăn uống đồ cũng no hết rồi. Thôi chắc hẹn gặp lại mấy bạn chương trình video tiếp theo. Thôi chào tạm biệt.